Mày cầm này không giống nè. Chứ cầm sao giống? Cầm sao? Ý cho nó cầm sao nó mới đúng. Không giống nhà nông. Không. Ờ vậy mà không giống nhà nông. Đội nón lá. Vậy mà không giống nhà nông hả? Đây coi cách nè, coi nhà nông hay không nha. Cái này á, cắt thì được nhưng mà nó nặng lắm người ơi, cầm á coi chứ mình đưa lên mình cắt á cũng mỏi tay lắm á. Nó cắt được nhưng mà cắt lâu thì cắt không nổi. Thật sự thì mình cầm cái đó mình cắt được nhưng mà làm màu chút xíu cho vui thôi, chứ mình cầm đó mình cắt hết nguyên một cái dải này là mình không cắt nổi đâu, nó rất là nặng. Cái máy cưa đó nặng lắm, mình cầm mình hai tay mình cầm mà một chút xíu là mình cảm thấy nó mỏi rồi. Cho nên là chỉ có anh Long á thì ảnh mới cắt nổi thôi. Đó thì bên nhà bên kia là của người Mỹ, họ trồng cái nó bò qua bên nhà của mình nhiều quá. Nếu mà mình không cắt nó là nó bò dữ lắm, cái loại này nó bò ghê lắm. Cho nên là cứ một vài tuần là mình phải ra bắt buộc mình phải cắt cho nó gọn lại. Cắt lên cái nó thấy sạch sẽ liền thấy chưa? Còn không mới nhìn nó dơ dễ sợ luôn á, nó tùm luôn à. Đó, nguyên một về luôn, quý vị thấy không? Cứ dây này nó chồng lên dây kia năm này tháng nọ đó. Nhìn nó dơ dữ lắm. Mà họ trồng, họ bò của họ bò bên mình thì mình phải chịu chứ giờ mình phải làm sao bây giờ. Khi mà bò tới đâu thì mình cắt tới đó thôi. Anh cứ đè đẩy xuống cho nó khô rồi chứ mình đổi ra kia sao. Thì hai vợ chồng mình cũng dọn dẹp xong cái phía phần hàng rào rồi đây ha. Nhìn nó rất là sạch sẽ gọn gàng rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục để mình cưa cái gốc cây. Có cái gốc cây cam cũ ngày xưa nhà mình mới mua đó. Có một cái cây cam, không biết cam loại gì cũng ngon, nước nhiều ngon lắm. Nhưng mà tại vì cái gốc cam đó, nó trồng sát vô cái hàng rào á, cho nên là cái rễ của nó sợ là nếu mình không đốn bỏ đó thì cái rễ cây của nó ngày càng nó đôn lên đó, thì sợ cái bức tường hàng rào nó bị nứt, cho nên là bắt buộc mình phải đốn bỏ, cho nên cũng rất là tiếc. Đốn bỏ thì lâu rồi nhưng mà còn cái gốc của nó còn lại đó, bây giờ thì mình bứng nó đi cho nó sạch sẽ. Với lại sẵn tiện hôm nay thì mình sẽ vô đất, cho mấy cái chậu màu xanh nè. Đó, mấy cái chậu mà mình đã cắt ra mình có, quý vị thấy không? Nó mấy cái chậu đó đó, bây giờ mình sẽ vô đất để mà mình chuẩn bị mình trồng những cái rau củ xuống. Đó. Đó, cái gốc cây của nó rất là to. Bây giờ mà bứng nó ra cũng rất là cực á. Cho nên là bứng cái gốc này lên cũng mất rất là nhiều thời gian. Đây quý vị ơi, buổi cơm chiều của hai vợ chồng nhà mình, hai vợ chồng nhà nông. Chuẩn bị buổi cơm chiều sau khi mình làm vườn xong á thì mình cũng có một món ăn cho gia đình ha. Cái này là cá kho. Đó, rồi cái là rau luộc nữa là có một buổi cơm chiều rồi. Wow, từ nãy giờ anh Long ảnh ngồi, ảnh mày mò. Ảnh ấy từng khúc. Ôi ui quý vị coi cái gốc cam của nó nè, dễ sợ không?
Wow, coi chừng cái hàng rào anh ơi. Wow, cái gốc cam nó to dễ sợ luôn á. Đào cái gốc này từ nãy giờ cũng cả buổi trời luôn. Oh, wow. Ôi cha ơi. Ôi, thành quả của nó đi từ nãy tới giờ. Trời ơi, đã nói rồi, thôi đừng có bứng lên, kệ nó đi. Nhưng mà anh cũng ngứa mắt, anh chịu không có nổi quý vị ơi. Cho nên là bứng nó lên kìa. Ây da, cái gốc cam này nó to lắm. Mấy chục năm đặng mà, mấy chục tuổi rồi. Cho nên là nó to dễ sợ không. Cái gốc đó giờ dục chứ làm gì. Để làm gì đây? Bữa ra làm củi chậm. Quá chừng không. Đây nè, còn cái phỉnh nè, cái phỉnh của nó nè. Bây giờ đổ đất vô cho nó thẳng thẳng thớm rồi cái mình bỏ mấy cái khuôn màu xanh á vô trong cái góc này. Hello Hayden. Hayden làm gì đó? Hayden học hả? Đây cô chú xem nè, Hayden vô cái mùa corona này, Hayden không có đi học được. Cho nên là hai chị em luôn, chị thì đang làm bài bên trong, Hayden thì ra ngoài xã vườn đung đưa trên võng để học bài trên mạng nè. Bây giờ là học bài, làm bài trên trên online thôi, trên mạng thôi. Hayden học giỏi nha. Không đi học khoái lắm, phải không Hayden? Gật đầu. Chính xác luôn. Không đi học là khoái lắm. Người ta vô cái mùa này á, không có đi làm ta rầu, không đi học ta rầu. Còn ảnh không đi học ảnh mừng lắm. Cái này trái vải nó ra cái trái đi nhí nhí, cưng ghê không quý vị ơi. Đã quá à. Và đây quý vị xem, hai vợ chồng mình từ nãy giờ đã làm xong nguyên một cái hàng để mà chuẩn bị mình trồng rau củ ha. Nguyên một hàng dọc luôn thì nó có được 9 cái. Đó, bây giờ chuẩn bị mình suy nghĩ coi mình sẽ trồng cái gì trong đây. Đó, nguyên một cái hàng này để nằm ở vị trí đó rất là gọn và không có chiếm chỗ, chiếm đất của mình. Giờ mình không để cái hàng đó đó thì mình cũng không có trồng cây gì được hết. Cho nên mình có được mấy cái thùng mình để nguyên một hàng để trồng rau cải thì rất là thích luôn á. Cuối cùng thì cũng làm xong rồi, cả buổi trời luôn, rất là mệt luôn quý vị ơi. Bây giờ thì mình cũng xin tạm dừng cái clip quay của ngày hôm nay tại đây nha. Hai vợ chồng xin chào và tạm biệt tất cả cô chú, anh chị và các bạn.
Rất là mong được mọi người tiếp tục yêu mến và ủng hộ cho gia đình nhỏ này của Ly Đình nha. Bye.